đầu rồi. Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh ô tô tại hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn vấn đề về nước làm mát. Cụ thể mình sẽ chia sẻ với các bạn thứ nhất là các cái tính năng phải có của nước làm mát ha. Cái thứ hai nữa là mình sẽ làm một vài cái thí dụ nhỏ cho các bạn thấy rằng là hiệu các cái tính năng của nước cần của nước làm mát đối với các cái sản phẩm hoặc là các cái thứ mà các bạn dùng để đổ vào cái két nước làm mát của xe các bạn. Và cái thứ ba nữa là cái điều quan trọng nhất là vậy thì các bạn tại sao các bạn phải sử dụng nước làm mát đúng? Tại sao mà mình không được sử dụng nước lọc hoặc nước máy? Tại sao như vậy? Rồi các bạn hãy cùng theo dõi. Vậy thì đối với một cái nước làm mát đúng chuẩn á thì nó phải đạt được những cái tính năng cơ bản nào ha. Đối với các cái quốc gia mà có nền kỹ thuật phát triển á thì họ sẽ có một vài cái yêu cầu cơ bản đối với nước làm mát, và sau đây thì mình sẽ trình bày cho quý các bạn ba cái vấn đề cơ bản của một cái dung dịch được gọi là nước làm mát đạt chuẩn nó sẽ như thế nào. Ngoài ra thì nó có nhiều cái tính năng khác, tuy nhiên là đây là những tính năng rất cơ bản mà bất kỳ một cái nước làm mát nào đều phải đạt được. Cái thứ nhất là khả năng chống rỉ sét hay gọi là chống ăn mòn các chi tiết động cơ ha. Và đây là cái tính năng tại sao mình lại nói tới, bởi vì đó là các bạn biết rồi, nước làm mát là nó luân chuyển trong nó luân chuyển ở bên trong cái động cơ của các bạn, đúng không, để nó giải nhiệt cho cái động cơ. Thì cái nước bình thường đối với các bạn có thể thử các bạn có thể thấy rằng là cái nước mà các bạn nước lọc ở nhà chúng ta, khi mà chúng ta ngâm một cái chi tiết kim loại đi, khi mà ngâm vào trong nước á, bạn để thời gian ra bạn thấy nó gì, nó bị rỉ sét ha, thì nó bị ăn mòn. Thì đó là một cái tính năng bắt buộc phải có của nước làm mát. Cái thứ hai đó chính là gì, là khả năng gọi là nhiệt độ sôi nó cao hơn là nhiệt độ sôi của thông thường của nước. Nước thông thường thì các bạn sẽ thấy rằng nó sôi ở 100 độ C nhưng cái nước làm mát mà đạt tiêu chuẩn á thì nó có nhiệt độ sôi cao hơn 100 độ C. Đó là cái tính năng của cơ bản của nước làm mát. Vậy tại sao nhiệt độ sôi của nước làm mát phải cao hơn 100 độ C? Thông thường cái động cơ của các bạn á, nó sẽ các cái nhà thiết kế người ta sẽ tính toán cho cái nước làm mát giải nhiệt ở cái nhiệt độ khoảng 70 đến 80 độ C là nhiệt độ hoạt động tiêu chuẩn của động cơ. Tuy nhiên ở trong cái động cơ của các bạn á là một cái buồng kín, nước làm mát nó luân chuyển trong đó nhưng mà nó hoàn toàn kín, nó không có tiếp xúc với lại cái áp suất ngoài trời. Có nghĩa là áp suất ở bên trong của cái nước làm mát bên trong động cơ nó sẽ cao hơn cái áp suất ngoài trời của các bạn thì dẫn đến là gì, cái nhiệt độ sôi của nước làm mát ở bên trong động cơ đối với nước lọc nước thông thường nó sẽ thấp hơn 100 độ C, thì nó đâu đó nó khoảng 90-95 độ C thì nó đã sôi rồi nó không ở cái nhiệt độ 100 độ C. Như vậy thì các bạn thấy gì thì cái ngưỡng hoạt động của động cơ là nó từ 70 đến 80 độ C. Nếu như cái xe của bạn nó hoạt động quá công suất của nó, có nghĩa là nó đang gieo dốc hoặc là nó đang vừa leo hoặc là nó tải nặng hoặc là nó vừa leo dốc nó vừa tải nặng thì sao, thì chắc chắn là cái nhiệt độ động cơ nó cực kỳ cao và cái nước của bạn nó rất nhanh sôi, nó rất nhanh vượt cái ngưỡng 80 độ C. Lúc đó là
tính toán nó, nếu như các bạn thường một chiếc xe, các nhà kỹ sư người ta sẽ tính đến một cái đoạn tải nào đó thôi, ví dụ như là 20 độ tải 50% quá vượt quá tải là 50% cộng với lại cái độ dốc bao nhiêu đó, cộng với cái quãng đường leo dốc là bao nhiêu đó, thì nó tối ưu cho động cơ ha, thì nước nó không có sôi ha. Tuy nhiên cái xe của bạn nó gặp một vấn đề gì đó, ví dụ như là bơm nước hoặc là cái một cái vấn đề gì đó mà cái nước ở trong động cơ của bạn nó cao hơn cái ngưỡng đó, thì lập tức khi mà đối với nước lọc bình thường á, là chỉ cần nhiệt độ động cơ mà nó cao hơn khoảng 90 đến 95 độ C là nước nó sôi rồi. Mà khi mà nước nó sôi rồi á, thì nó không còn khả năng giải nhiệt nữa. Bởi vì sao? Khi nước sôi nó sẽ hóa hơi. Hóa hơi à, và cái dạng hơi thì nó không giải nhiệt được. Chỉ có cái dạng chất lỏng nó mới giải nhiệt được thôi. Chất lỏng nó mới truyền nhiệt tốt, còn chất gọi là cái dạng hơi á, là nó không, cái khả năng giải nhiệt nó rất kém. Đó, do đó khi mà nước nó sôi như vậy là nó không còn khả năng giải nhiệt được nữa. Như vậy thì nước làm mát nó phải có nhiệt độ sôi cao hơn là cái nước thông thường, à, cái nước sử dụng, cái nước gọi là nước á, ha. À, là ví dụ như là các cái nước làm mát mà loại tốt, à, loại mà gọi cơ bản ở nước ngoài khi mà nhập về Việt Nam á, thì nó sẽ có các cái nhiệt độ sôi từ 110 mấy, 115 đến 120, 125, 130, 135, 100 có nhiệt nước làm mát nó nhiệt độ sôi nó lên đến 160 đến 180 độ C. Thì nó phụ thuộc vào tùy vào các loại máy móc và tùy các loại thiết bị, tùy các loại ô tô, tùy các cái giải khác, động cơ khác nhau thì nó sẽ có cái nhiệt độ sôi phù hợp là bao nhiêu. Tuy nhiên ở cái lĩnh vực xe tải của chúng ta thì nhiệt độ sôi nó tối thiểu nó cũng phải từ 110 5 hay 120 hay 125 gì đó thì nó phù hợp ha. Nó có thể cao hơn đó. Nhưng mà 100 độ C là không thể chấp nhận được. Đó. Đó là cái yêu cầu của về cái nhiệt độ sôi, các bạn hiểu chưa? Và cái thứ ba nữa đó chính là khả năng chống đông. Thì ở Việt Nam chúng ta thì hầu như không có xảy ra cái chuyện này. Nhưng mà ở các nước như châu Âu hoặc các nước ôn đới như cận gần chúng ta nhất là Trung Quốc chẳng hạn, Hàn Quốc, thì cái nhiệt độ của mùa đông nó có thể âm. Và như vậy thì nước, nếu như là cái nước bình thường á, cái nước lọc ở nhà chúng ta chắc chắn là nó sẽ đông thành đá rồi. Như vậy thì nó không còn khả năng gọi là giải mát cho động cơ, thì động cơ không thể hoạt động được. Các bạn hiểu chưa? Bởi vậy một trong những cái tính năng rất quan trọng của các nước làm mát, đối với các cái nước làm mát mà nó sử dụng ở nhiều quốc gia, đó chính là khả năng chống đông. Đó, đó là ba cái tính năng cơ bản nhất và quan trọng nhất của nước làm mát. Và hôm nay thì mình sẽ thí nghiệm làm một cái thí nghiệm nhỏ cho anh em ha. Dựa trên ba cái tiêu chí hồi nãy mình có nói với các bạn đó, thì các bạn hãy thấy đây là mình sẽ làm ba mẫu thôi, bởi vì cái chai R31 này này của này á là cái chai pha từ cái chai này ra ha các bạn ha. Nó pha ra thì cái chai này thì đây là 4 chai thôi, nhưng mà mình làm cho các bạn xem thôi. Còn đây là một cái sản phẩm mình mua ở ngoài thị trường, đăng ngoài thị trường rất, bán rất là nhiều, với giá từ 70 đến 80 ngàn ha. 80 ngàn, 70 đến 80 ngàn một cái can 5 lít như vậy đó. Can này 5 lít đúng không ta? Ờ, can 5 lít thì các bạn thấy là cái can này là từ 70 đó, bán thị trường. Và đây là nước, nước này là nước lọc, nước máy nha các bạn, chứ không phải là nước, không phải là nước mưa đâu. Nước mưa nó còn tính axit, nước lọc, nước máy thì hầu như là người ta đã lọc cũng cũng đạt rồi đó. Nước lọc, nước máy ở nhà mình á. Đó. Thì mình sẽ làm một cái ví dụ này cho các bạn, mình cất cái chai này đi. Đó. Thì các bạn hãy theo dõi nhé. Thì đây mình sẽ làm trên cái ba mẫu này và trên ba cái tiêu chí đó. Đây thì các bạn hãy xem, mà ban đầu thì mình sẽ lấy một cái sắt phi 6 các bạn nhé, mình mài cho nó thật bóng á. Đó, các bạn thấy không, nó mài bóng không, đó bóng, nhìn thấy cái chất thép của nó rất là đẹp ha. Đó, và sau đó mình sẽ đưa vào những cái ống nghiệm ha, mà nó có chứa các cái các kiểu loại nước làm mát mà các bạn hay sử dụng ha. Đó, rất là sáng bóng, thấy chưa? Nhìn cái phần thân nó nha nha, đầu đuôi nó bị cháy. Rồi, đó các bạn thấy là mình sẽ đầu tiên mình sẽ đổ cái nước làm mát R31.
À, sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu, từ Đức hai bạn ha. R31 nước làm mát. Rồi, sau đó là mình sẽ tiếp theo là mình sẽ rót vào ống nghiệm cái thứ hai. Nước làm mát mua ngoài thị trường 70 ngàn một can. Nước làm mát này nó có màu xanh lá các bạn ha. Rồi, và cái thứ ba là nước lọc, nước máy nha. Nhà mình là xài nước máy à, chứ không phải nước giếng hoặc là nước mưa à. Nước giếng nước mưa là còn nói là nó có chứa nhiều chất tào lao, nhưng mà nước lọc nước máy thì nói chung người ta lọc cũng tương đối sạch rồi. Đã bắt đầu mình thả cái cây sắt sấu mà đã mài sạch bóng rồi nha, thả vào dưới đáy nó. Đó, rồi một em. Đó, rồi sau đó mình thả tiếp tục. Thả nhẹ các bạn, thả nhẹ không là nó bể cái ống nghiệm. Ống nghiệm này mua có loại cũng dởm quá. Đó. À, đây là nước à, máy ha. Rồi. Rồi, sau đó mình sẽ đun nóng à, giống như trên cái động cơ của mình thôi. Mình sẽ đun nóng cho nó liên tục nhé. Ngày nào mình cũng sẽ đun vài tiếng à, và cái mẫu này mình làm đến tận 2 tháng các bạn nha. Mình đến à, là mình cứ nung nóng lên như vậy cho nó sôi lăn tăn lên, cho nó nóng lên để xem là sau một thời gian thì các cái mẫu thép này nó sẽ như thế nào nha. Many months later. Thì sau 2 tháng các bạn thì kết quả đây. Các bạn thấy cái mẫu mà nằm trong nước máy à. Đó, các bạn thấy là cái sắt ở trong nó rỉ hết rồi. Với lại thứ hai nữa là nó có cái lớp bùn hay sao á. Các bạn nhìn thấy không? Nó có lớp bùn ở dưới đáy này. Này 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 thấy chưa? Nó màu nâu nâu đó. Đó. Là cái nước 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 máy đó. Và anh em hãy xem nó có giống với nước này không? Bây giờ là đến bây giờ em mới hiểu tại sao mà cái nước làm mát của cái chiếc xe này nó lại có màu như vậy. Nhìn nó rất giống bùn, tưởng người ta đổ bùn vào trong két nước chứ này. Rồi về và đến bây giờ đến cái mẫu của cái nước làm mát mua ngoài thị trường nhé, 70 ngàn một chai. Đó, các bạn thấy nó có một ít cặn nó nằm ở phía dưới đáy, và trên thành bình thì nó có một vài vết rỉ. Mình cũng không hiểu tại sao mà nó lại có được cái đó. Và cái này là cái mẫu của nước làm mát R31. Thì các bạn thấy cái màu nó cũng rất là đẹp ha. Nước nó vẫn còn trong, nó không bị ngả màu. Cái nước làm mát hồi nãy mình thấy nó có hơi mọ ngả sang màu vàng một xíu, còn cái nước làm mát này thì nó vẫn cứ xanh giống như cái giai đoạn đầu, và không hề có một cái gì nó ở dưới đáy của cái ống thí nghiệm cả ha. Cái tất cả cái ống thí nghiệm bạn thấy là mình đều làm rất sạch nha. Và bây giờ các bạn hãy nhìn ba cái mẫu sắt mà sau khi mang ra này. Đó. Thì các bạn nhìn bên trái cái mẫu sắt mà nó bị rỉ hết rồi kìa. Đó là cái mẫu sắt dùng cái nước nước máy ở nhà mình á. Còn cái màu ở giữa nó cũng hơi xám xám một xíu ha, nó không còn giữ được cái màu của thép nữa. Thì màu của sắt nữa thì các bạn thấy là nó hơi xám ngả màu. Và đây là cái nước làm mát mua ngoài thị trường á bạn. Ha. À, và cái mẫu bên phải cùng này chính là cái mẫu của ngâm trong cái nước làm mát R31. Thì các bạn thấy là nó cái ánh sáng của cái kim loại nó vẫn giữ nguyên như cái lúc mà mình mới thả vô luôn các bạn.
À, nó giữ nguyên cái màu sắc của kim loại luôn. Nó không hề mà bị rỉ giống như là cái mẫu số 1 hoặc là ngã màu như mẫu số 2. Đó, thì đây là cái mà thực tế bên mình đã thử nghiệm xong, mình để như vậy trong vòng 2 tháng đó các bạn, phải 2 tháng, gần 2 tháng. Rồi và sau đây mình sẽ thử một cái tính năng khác, đó chính là mình sẽ đun sôi lên để xem cái nhiệt độ sôi của các cái dung dịch này nó như thế nào ha. Đây đầu tiên sẽ là nước lọc nước máy. Đây các bạn thấy bắt đầu nó sôi lên này, thấy bong bóng nó nổi lên chưa? Mình sẽ dùng cái nhiệt kế để mình đo xem mà nó bao nhiêu độ ha. À, để xem có phải là 100 độ C không. Thì nước theo mình xưa nay học là 100 độ C đấy. Đấy, giờ mình sẽ thử ha. Đó các bạn thấy không? 106 độ C, để xem mà nung xem một xíu nữa xem mà nhiệt độ sôi nó có tăng lên được không. À, nó tăng lên các bạn thấy không? 101,3 101,4. Đó, nước nó có sôi, sôi sôi các bạn thấy nó nổi bong bóng lên không? Rồi, nó tụt xuống 113 hết. Giờ đến cái nước làm mát mua ngoài thị trường để xem mà cái nhiệt độ sôi nó đạt được bao nhiêu ha. Rồi chúng ta hãy xem này, đó nó các bạn thấy bong bóng nó nổi ở dưới lên không? Nhìn cái ống nghiệm của mình kìa, đã đó các bạn thấy bong bóng nó nổi lên không? Đấy cái đấy 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 nó sôi lên đấy đấy. Thì nó khá hơn thằng kia được 1 độ C ha. Để xem nó lên tối đa được bao nhiêu, các bạn hãy chờ một xíu nha. À, để mình nung nóng lên cho nó sôi đi, nó sôi sùng sục đi xem nó lên được bao nhiêu ở tối đa này. 102. Đó, 102,4 độ. Ui chà, nó sôi kìa. Đó. Các bạn hãy dán theo dõi xem mà nhiệt độ sôi của thằng này nó có tăng lên không. Nước làm mát mà, nó nhiệt độ sôi nó phải cao chứ, nó mới bằng với lại nước nước lọc nước máy thì mất công mua đó. 130 130 113 để xem nó tăng lên nè. 103. Ôi thôi thua rồi. Bây giờ chúng ta hãy đến với lại cái nước làm mát R31 ha. À, để xem nhiệt độ sôi nó được bao nhiêu đây. Đây các bạn hãy nhìn này, đó nó đang chạy lên đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là mình làm thí nghiệm thôi chứ còn các bạn thấy chưa? Đó đó đó, nhiệt độ sôi nó đang tăng lên này, nó lên 113, bắt đầu tăng lên 114, 115. Đó các bạn thấy nó cứ tăng dần tăng dần tăng dần, nước thì bắt đầu có hiện tượng sôi rồi. Đó đó các bạn thấy không, cái bọt bong bóng nó thổi thổi rồi nó nhấp 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 nháy mặt nước kìa. Đó nó lên từ 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 từ, các bạn thấy chưa? Đó, nó tiếp tục lên để xem nó có đạt được cái mức như nhà sản xuất khuyến cáo là 121 độ không. Phải không? Đó đó, nó đang tăng lên kìa, các bạn thấy chưa? Đó 116, 116, 16, 117. Mình nghĩ là nó sẽ lên 117. Đó, các bạn thấy không? Lên 117 rồi kìa. À, xong nó tụt rồi. Nó như là mốc 117 nha các bạn. Và tiếp tục cho vào nước làm mát vào trong tủ lạnh. Đây là cái thứ ba, cái tính năng thứ ba. Đó, bạn thấy không? Nước làm mát mua đây à, nhiệt độ mà mình để là 19, âm 19 độ nha. Đó các bạn thấy không, nước làm mát mua ngoài thị trường nó đóng băng mà rồi. Cái này mà sử dụng ở các nước ôn đới là thua. May mà nó sử dụng ở nước Việt Nam mình đã chẳng bao giờ sợ đông đặc. Chứ mà mang sang Trung Quốc, Hàn Quốc chắc người ta vứt luôn đó. Rồi, còn R31 các bạn thấy không, nước làm mát vẫn xài rất tốt, nó không bị đông đặc. Còn nước chúng ta thì đương nhiên nó đã thành cục đá rồi các bạn. Với âm 19 độ C thì thành cục đá rồi, không cần phải bàn cãi nữa. Nhưng mà cái nước làm mát 70 ngàn cũng thành đá luôn.
Rồi, các bạn vừa xem qua các cái thí nghiệm của mình về các bạn đổ vào trong cái két nước của các bạn, bao gồm nước lọc, nước máy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nước làm, nó gọi là, thôi bây giờ mình đừng nói gọi nó nước làm mát bởi vì nó không đạt được những tiêu chí của nước làm mát, gọi là nước chống dỉ đi. Cái thứ ba là nước làm mát mà gọi là đạt chuẩn á, thì các bạn thấy rằng là sau ba những cái thí nghiệm của mình, ba cái thí nghiệm, thì các bạn thấy rằng là các bạn sẽ đánh giá được về cái mức độ của nó. Vậy thì đấy, các bạn thấy chưa, đấy là tại sao mình lại nói các bạn phải sử dụng nước làm mát, nó đúng là như vậy. Cái thứ nhất là bạn thấy rằng các cái chi tiết kim loại khi mà các bạn dùng nước lọc hoặc là nước sôi, nước máy hoặc là nước giếng hoặc là nước ao hồ, các bạn đổ vào trong két nước thì các bạn thấy rằng là nó sẽ phá hủy cái động cơ của bạn. Đó, các bạn thấy không, cái cục sắt đó mình mài rất là sạch sáng bóng như vậy, mình đổ vào trong nước, các bạn thấy chưa, xong rồi nó đóng dì xét hết luôn, dì xét và nó tạo ra những cái chất bùn. Đó là vì để trước đây á, lúc mà mình làm cái video về cái xe tại sao két nước lại toàn bùn thì mình không hiểu, mình cứ nghĩ là ông nào ông đem đổ bùn vào trong cái két nước của khách hàng. Nhưng mà sau khi mình làm những cái ví dụ này thì mình mới hiểu rằng bùn đó chính là cái thân máy á, nó bị oxy hóa, nó bị ăn mòn thì nó tạo ra cái chất giống như bùn vậy đó. Thì ai mà điên đi đổ bùn vào trong động cơ, đi đổ nước cộng với bùn ở trong két nước làm mát, không bao giờ có, không ai làm điều đó. Đó, các bạn thấy chưa? Vậy thì khi mà các bạn xài nước giếng, nước máy thì các bạn thấy là cái động cơ của bạn là nó ăn mòn hết trơn rồi. Cái đấy thì chúng ta sẽ, đó là cái bạn thấy được ngay. Nhưng mà mình có làm cái video đó và rất là nhiều anh em lên nói là mày đừng có tào lao, tao chạy xe 20, 30 năm nay tao vẫn đổ nước lọc có sao đâu. Thì đúng rồi, cái đấy là những cái dòng xe cũ, mình hãy bỏ qua đi. Nhưng mà các bạn hãy xem những cái xe khách hàng đó khi mà mở cái mặt máy ra thì nó sẽ như thế nào. Và đây các bạn hãy nhìn cái mặt máy nè. Đó, cái nước làm mát nó ăn lỗ chỗ hết luôn đó, cái mặt máy đó. Đó các bạn thấy không, nó ăn lõm vào trong như vậy luôn đó. Bỏ qua, mình chỉ nhắc đến những cái dòng Euro 4 bởi vì cân của mình chủ yếu các dòng Euro 4, Euro 5. Thì các bạn biết sao, những cái dòng Euro 4 nó sẽ có những cái bộ phận rất quan trọng, nó dùng nước làm mát để nó làm mát. Để mình đếm cho các bạn một số cái bộ phận nha. Thứ nhất là gì? Và cái hệ thống tuần hoàn khí thải ER là nó dùng nước làm mát để nó làm mát cái khí xả. Cái thứ hai nữa là một số dòng xe nó sẽ có cái turbo, cái turbo tăng áp, nó sẽ dùng nước để nó làm mát cái turbo tăng áp đó. Đó. Và cái két nhớt, két làm mát nhớt thì xưa nay nó vẫn dùng nước làm mát để nó làm mát nhớt, thì cái đấy là rất bình thường rồi. Ngoài ra thì cái nước làm mát nó còn được đem đi để nó làm mát một số bộ phận nữa. Ví dụ như là trên những cái dòng xe tải mà chúng ta thấy rằng là nó có cái máy bơm hơi á, cái máy tạo cái bơm á, bơm hơi á, thì nó cũng dùng nước làm mát để nó làm mát, nó có làm mát cho cái nắp của cái bơm hơi, thì nó có rất nhiều cái chi tiết để nó làm mát, các bạn thấy không? Thì ở đây thì mình thấy rằng là khi mà đặc biệt là mình muốn nói các bạn ở cái chỗ van ER á, hoặc là cái turbo, tuổi thọ của turbo các bạn nó sẽ giảm xuống khi mà các bạn cứ xài ba cái nước giếng, nước ao, đúng không các bạn? Tại vì cái đường ống vào cái turbo nó nhỏ lắm, cái đường ống nước làm mát nó vào nó nhỏ lắm, thì các bạn cứ xài với nó nghẹt rồi, cái nước nó không đủ giải nhiệt cho turbo, thì cái turbo các bạn tuổi thọ nó không có cao, đấy là điều đương nhiên. Những cái đó thì nói chung là turbo thì nó cũng rẻ tiền thôi, cũng chẳng có gì để nói. Nhưng có một cái mà mình gần đây, mới đây hoặc là cách đây vài tháng thì có một cái vấn đề, đó chính là bị thủng cái két nước làm mát cái ER. Mới đây thôi thì mình mới làm, bên mình có làm một chiếc Solati là nó bị thủng cái két nước làm mát ER, thì nó rất nhanh hết nước, chạy một xíu vào nước nó hết ngay lập tức, kinh khủng lắm. Và khi mà mình mở cái máy người ta ra thì mình thấy anh khách hàng này anh không có dùng nước làm mát, anh dùng nước giếng. Thì
cái vấn đề đây không không mình không biết là chất lượng của cái van EGR hay là cái nước làm mát là ăn mòn thì mình không biết, nhưng đó tại sao bao nhiêu xe trên thị trường, rất nhiều xe mà tại sao chỉ có một vài cái chiếc xe nó bị thủng cái van EGR đó, mà hầu hết những cái xe đó khi mình mở ra là xài nước giếng, nước máy, không có xài nước làm mát. Cái này nó không phải là một cái điều gì đó nó ngẫu nhiên đâu các bạn, nó cũng phải có nguyên nhân của nó hết. Đó. Phải chi là các bạn xài nước làm mát đúng tiêu chuẩn, à, đúng chất lượng thì có phải là cái chắc chắn là cái vấn đề mà bị thủng cái van EGR đó là nó sẽ hạn chế được đi. 10 xe bị thủng cái van đó thì nó có thể hạn chế được cũng phải được 7-8 xe, ví dụ như vậy. Rồi còn rất nhiều vấn đề khác về nước làm mát à, đó. Thì các bạn thấy không, cái việc các bạn sử dụng nước làm mát đối với các dòng xe đời mới là nó tai hại cả nào. Mà cái chiếc xe đó, cái xe Suzuki đó, nếu như mà sửa mà đưa vào trong hãng, người ta sửa chắc phải trên 100 triệu. Thì cái Suzuki nó tỷ mấy thì nói chung là bỏ ra số tiền 100 triệu thì mình nghĩ ra cũng không phải quá lớn à. Nhưng mà đó là một cái chi phí sửa chữa cực kỳ cao đối với một chiếc xe. Đây cái mặt máy của cái xe Suzuki đấy, các bạn thấy không, mở ra nè các bạn thấy không. Đó, trong cái phần vàng vàng đó các bạn thấy chưa. Đó, dì xét hết rồi, xài nước. Và cái xe nó bị nứt cái mặt máy luôn nè các bạn ha. Đó, nó hết nước đó, quá nhiệt, nứt cái mặt máy luôn. Cái này mới kinh này, nhìn cho mà sợ này. Đó, các bạn thấy cái cây gen bên trái chưa? Đó, nó cong cỡ đó đó. Đó. Mà trong khi đó nó bị ở một cái vấn đề cực kỳ nhỏ. Rồi, à, như vậy thì các bạn thấy rằng là đó là cái điều quan trọng khi mà sử dụng nước làm mát đối với các dòng Euro 4, Euro 5, các dòng đời mới. Thì nó sẽ phát sinh thêm một số cái bệnh đó. Ngoài ra các bạn thấy là những cái dòng xe mà máy cơ hay máy điện gì ở đây gần đây mà các bạn thấy không? Những cái dòng xe nào mà ăn no vác nặng á, nó rất dễ sôi nước, đặc biệt là những khách những cái anh mà hay xài nước giếng nước mưa. Nó rất là dễ thổi văng nắp kilat. Tại sao? Tại vì mình đảm bảo với các bạn một không phải 100 nhưng mà đâu đó cũng phải 80-90% khách hàng đang sử dụng các cái dòng xe trên thị trường hiện nay là dùng cái nước làm mát không có nhiệt độ sôi. Ở đây có nghĩa là không có nhiệt độ sôi cao, có nghĩa là cứ đúng 90 độ là nó sôi bà mất tiêu rồi. Hầu như là đến 87-80% các cái dòng xe tải trên thị trường Việt Nam chúng ta à, trừ những cái anh khách hàng nào mà anh cưng xe quá thì anh mới xài những cái nước làm mát đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà những cái nước làm mát, những cái xe mà có nhiệt độ sôi tầm à, gọi là nhiệt độ sôi, gọi là nước làm mát nhưng mà nó không phải là nước làm mát á, à, nó không có nhiệt độ sôi cao á, thì chắc chắn là những cái xe đó khi mà các bạn ăn no vác nặng là khả năng mà nó thổi văng nắp kilat là rất là bình thường. Và hầu như là mình thấy mấy cái xe mà vào gara bên anh bạn mình á, mà bị thổi văng nắp kilat là không có xe nào xài nước làm mát, mà có dù xài nước làm mát thì à, nước làm mát 70 ngàn như mình cho các bạn xem á, nó không có nhiệt độ sôi. Nhiệt độ sôi nó 90 độ C nó sôi mất tiêu rồi. Thì nếu những cái xe ăn no vác nặng đó mà sử dụng những cái đó thì thay vì xài nước làm mát tiêu chuẩn thì nó có thể vượt qua được. Nó có thể vượt qua được, có nghĩa là thay vì cái xe đó là nó sôi mất rồi thì cái xe này xài nước mát tiêu chuẩn thì nó vẫn chưa sôi. Thì nó vẫn đảm bảo được cái khả năng giải nhiệt. Thì cái khả năng mà bị thổi văng nắp kilat hay là lốp B nó sẽ giảm xuống. Đó là vì sao mà mình đưa vào những cái tính năng rất quan trọng, mà không phải mình đưa vào mà tất cả các cái hãng mà sản xuất nước làm mát mà gọi là bán cho nhiều nước quốc gia trên thế giới thì các bạn sẽ thấy rằng họ ghi rất rõ các cái thông số nhiệt độ đông đá là bao nhiêu và nhiệt độ sôi là bao nhiêu, ghi rất rõ. Các bạn nào mà mua những cái hàng nhập ngoại các bạn thấy người ta ghi rất rõ cái vấn đề đó. Đấy là cái tiêu chuẩn của tất cả các quốc gia có cái nền kỹ thuật tốt đó, thì các bạn hãy xem qua cái đó. Thì ở đây mình muốn chia sẻ các bạn tại do tại sao mà các bạn phải xài nước làm mát nó đạt chuẩn ha, đạt chuẩn cái đã, còn tốt hay không thì là vấn đề khác. Đạt chuẩn cái đã, phải đạt được ít nhất 3 cái tiêu chí đó ha, thì các bạn hãy đưa ra một cái suy nghĩ về cái chiếc xe của mình làm sao để cho nó, các bạn muốn cho nó tốt
Nhưng mà xưa nay bạn bị nhầm lẫn là cứ nghĩ rằng là mua nước làm mát đổ vô là nó tốt, nhưng mà thực ra nó chưa có tốt, mà thầy nói là nó không tốt nữa. Thì đây nè các bạn, đối với các mà nước làm mát mà các bạn thấy mà nó lại tốt á, thì các bạn thấy thấy là người ta ghi rất là rõ ràng ha, là nó có nhiệt độ, các bạn nhìn thấy cái dòng chữ này không? Nó có nhiệt độ đông đặc, đóng đông là bao nhiêu và cái nhiệt độ sôi là bao nhiêu. Như cái chai này nó ghi là nhiệt độ đông là âm 38 độ C. Thì các bạn có thấy rằng hồi nãy mình cho vào cái tủ lạnh của mình á, âm 19 độ thì lúc mà mở ra thì nước làm mát nó vẫn không bị đông đặc. Rồi nhiệt độ sôi là 121 độ thì các bạn thấy là mình thử nghiệm lên nó lên đến 117 độ C các bạn thấy không? Thì nó cũng gần tương đối với lại cái điều kiện của mình thí nghiệm, thì nhiều lúc nó không có đúng so với cái nhà sản xuất người ta thí nghiệm ha. Thì các bạn, nhưng mà nó gần đúng rồi, chứ không có vụ nhiệt độ sôi 121 độ mà làm được có 110 độ sôi mất tiêu đâu có đạt được, hoặc là 100 độ mà nó sôi rồi thì là quảng cáo, là gọi là sản xuất hàng gian hàng giả ha. Nhưng mà với cái mức độ sôi mà từ 117 độ như vậy thì nói chung là rất ok, chứ không phải chết được đó. Thì những cái nước làm mát mình thấy những cái nước làm mát mà nó chất lượng á, thì thường thường người ta sẽ ghi đầy đủ những cái thông số như này đó. Thì các bạn mua là các bạn về là các bạn rất là ok thôi. Các bạn hãy quan sát, đây là một chai nước làm mát, mà cái chai loại này loại phải pha nha các bạn, chứ không phải loại pha sẵn, phải pha thêm. Đây là các cái sản phẩm ở các nước châu Âu, thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thông tin của hãng sản xuất người ta đưa ra rất là rõ ràng. Đây các bạn hãy quan sát này, đấy nó ghi rất là rõ ràng cái tỷ lệ pha và đạt được cái nhiệt độ sôi cũng như là nhiệt độ đóng băng là bao nhiêu đó, rất là rõ ràng chứ không đó. Thì đây nè các bạn thấy không, cho pha tỷ lệ 1:1 là nhiệt độ sôi nó lên đến 161 độ C. Còn pha tỷ lệ 1:2 là 148 độ C. Pha tỷ lệ 3:2 là 167 độ C. Thì các bạn thấy cái nhiệt độ sôi của nó rất là khác nhau. Và cái chai này các bạn có thể pha được đến 10 lít nước. Đạt được 10 lít nước làm mát, bởi vì thì lúc đó cái nhiệt độ sôi nó sẽ giống như cái chai R31 mà hồi nãy mình có nói các bạn đó, là nó giải là từ 115 đến 121 độ C, đó là nhiệt độ sôi, thì nó rất là phù hợp đối với các cái dòng xe tải của chúng ta. Thì đó là những cái thông số mà mình muốn nói với các bạn ha. Qua cái video này thì mình muốn cung cấp cho các bạn cái gì, các bạn thấy không, mà mình đã giống như đầu video mình đã chia sẻ các bạn ha. Thứ nhất là các cái tính năng cần phải có của nước làm mát, cũng như là các bạn thấy được là hiệu quả của nó, tại sao nó lại cần phải có những tính năng đó. Và cái thứ hai nữa là thực tế trên thị trường hiện nay thì các cái nước mà các bạn đổ vào trong cái nước của bạn á, thì nó hiệu quả như thế nào và nó có đạt được những cái tiêu chí không. Và cái thứ ba nữa là cái nguy hại khi mà các bạn đổ không đúng cái nước làm mát cho cái xe, đặc biệt là những cái dòng xe Euro 4, Euro 5. Còn những cái dòng xe trước chúng ta không cần phải cãi nhau ở đây nữa. Đó, thì mình chỉ muốn chia sẻ với quý vị các bạn những cái yếu tố này để các bạn hiểu hơn về cái thực trạng của nước làm mát hiện nay. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.